Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tổ quốc. Hôm nay tục ra một clip gồm 10 càng câu nha mọi người. Thì 10 càng câu này, 10 càng câu cần UL. Đó, hàng chiên cho anh em nào lũ suối, câu tôm, hàng câu cảm giác. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hoàn lỗi không những clip sắp lên đó, thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi cho mọi người cây đầu tiên. Thì cái đầu tiên lên cho mọi người là một cây cần. Một cây cần hàng đẳng cấp. Thì đây là một cây cần của Daiwa. Thì đây một cây Daiwa E. Đây. Đó, fan của nó là fan AR. Fan đời mới nhất luôn, fan mới nhất của Daiwa. Đó. Đọt của nó là đọt thấp. Đọt thấp này là đọt titan cho mọi người. Đó. Nên cây này nó rất là nhẹ. Cây này nó nhẹ tầm khoảng tầm khoảng 49 50 gram thôi. Đó. Càng rất là đẹp. Đây công nghệ của nó đây. Đó. Càng còn full tuổi à, hàng lứt bát này bát đây qua thì cây này được sản xuất tại Nhật nhá, made Japan. À, cây này một cây càng UL à, chuyên về cho anh em là câu lướt suối à, câu tôm câu cảm giác à, anh em muốn câu gopi à, fan rất là đẹp u chống sắn càng thì không cần gì phải bay à, hàng khá đẳng cấp của đây qua. Thì cái này còn túi nó nặng là 49 gram, dài 1m53, đọt của nó là 0.6. thì cái này tải mồi từ 0.3 gram đến 5 gram. Tải dây từ 1 đến 3 lb, tải be từ 0.1 đến 0.3 nhé. Cái cây này đánh máy có nông máy xe tầm khoảng ngàn đổ lại là rất là ok. Đó. Rồi giá công khai cái thứ nhất giá là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần Cadiz. Thì cây này nó còn tuổi luôn nha. Thì đây một cây cần Cadiz hàng được sản xuất tại Indo. Đó. Một cây Cadiz là một cây Cadiz máy ngang, hàng cũng dạng siêu lướt luôn. Đó. Cán là cán bằng. Bát ở đây, à, nhìn cái bát cực kỳ đẹp nha. Cadiz. Phôi của nó là phôi carbon sẵn ít. Đó. Cadiz dạng cây này cũng dạng cần siêu lướt nha mọi người, rất là đẹp. Đó. Chung thì cũng không có xuất sắc gì nhiều, fan của nó là fan Fuji fan Sid, rất là xịn ha, vô chống sẵn. Mấy cái Cadiz này thì khỏi bàn, hàng được sản xuất tại Indo. Thì cái này nặng 100 gram, đọc 1 ly 3, dài 1m92. Thì cái này nó tải mồi từ 2.5 gram đến 5 gram, tải dây từ 2 đến 5 lb. Giá công khai cây số 2 giá là 2.8 triệu nha mọi người, 2.8 triệu cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn một cây cần Cadiz. Thì cây này một cây cần Cadiz máy đứng. Cây này không có túi nha mọi người. Đây cần Cadiz. Bát là bát gỗ nha, bát gỗ, bát dạng cổ điển. Phôi thì cũng vậy, phôi của đó là phôi carbon sẵn ít. Fan là fan Fuji Sid. Thì cái Cadiz này cũng được sản xuất tại Indo. 56XUL. Cái này về anh em câu cá suối, câu gô phi rất là ok luôn. Đó. Khá đẳng cấp. Fan Sid nha, phôi trong sẵn. Phôi sẵn thì khỏi bàn. Rất là đẹp Shimano. Thì cái này nặng dài là 1m68, đọt 1 ly 3, nặng 90 gram. Thì cái này nó tải mồi từ 0.8 đến 2.5 gram thôi nha mọi người, tải dây từ 5 đến 3 lb. Giá công khai cái số 3 giá là 2.8 triệu luôn nha. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Thì cây này, đây là một cây cần của Shimano Trowan. Trowan Pencil. Bát cũng là bát gỗ dạng cổ điển nè. Cán là cán bằng. Fan vẫn là fan Fuji Sid. Cây được sản xuất tại Indo. Cây này là 60XUL. Cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Cũng dạng chuyên về cần lúa suối, câu cảm giác.
phen này đây, phen này phen phụ xịt xịt nhá, phụ chống sắn, coi là coi carbon. Cho quan pencil Shimano càng còn rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 1m8, nặng là 98g, đọt 1 ly 3. Thì cái này tải bò từ 1.5g đến 3g, tải dây từ 3 đến 4 lb, giá công khai cái số 4, giá là 2 triệu, mọi người 2 triệu cái số 4. Tiếp theo cái số 5, thì cái số 5 một cây Shimano Zodiac. Thì cái này nó còn túi, còn sách hướng dẫn luôn nha. Đó. Dạng cũng là một dạng cần lướt. Đó. Lướt đẹp. Thì dòng Zodiac này thì các bạn tính rồi, phôi của nó là phôi Hiboa X, phôi carbon sáng nhất 2 da. Phen là phen full xi nha. Bát của nó là bát CL 4 cộng. Thì cái này vẫn một cây cần UL. Đó. Anh chiên về cho anh em nào dạng cây này về cho anh em câu cá suối, câu chẽn, câu mò giả, rất là ok luôn á, rất là cảm giác. Đó. Anh em có thể cốc tôm, cốc cá hanh, cá cháp, rất là ok. Phôi thì phôi chất nhất, cần siêu lướt, rất là đẹp. Bắt ở đây. Đó. Thì cây này dài là 1m92 nha mọi người, dài 1m92. Đó. Anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh đó nha. Đó. Dài 1m92, độc của nó là 1 ly 3, nặng là 88g. Thì cái này nó tải mồi từ 2 đến 7 gram, tải dây từ 3 đến 5 lb. Cái được sản xuất tại China nha mọi người. Đó, cái được sản xuất tại China, hàng khá đẳng cấp nha. Giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu 9 nha mọi người, 1 triệu 9 cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cái số 6 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì đây một dòng cần Shimano Joy One. Đó, một dòng đời cao. Phôi của nó vẫn là phôi Hiboa X. Đó, carbon sáng nhất. Bát cũng là bát CL 4 cộng. Bát rất là đẹp nè. Bát sơn ánh kim. Phen là phen Fuji. Thì cái này được sản xuất tại China, dài là 1m8. Đó. Phôi sáng nhất nè, khẩu chơi ha, Uzi, luôn trong sáng. Càng rất là đẹp luôn. Joy One AS nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 1m8, nặng là 67g, đọt 1 ly 2. Thì cái này tải mồi từ 0.7 đến 6g, tải dây từ 1.5 đến 4 lb, giá công khai cây số 6, giá là 2 triệu 4 nha mọi người, 2 triệu 4 cho cây số 6, cần rất là đẹp ha. Theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Kencat. Thì dòng Ken này một dòng cần của Korea nha mọi người, dòng Korea xuất Nhật. Thì cây thứ nhất lên, cây thứ số 7 lên cho mọi người một cây Kencat. Dòng trôi đi mọi người, trôi đi ke còn túi luôn, túi zin theo mà cặn luôn. Đó. Cán là cán băng, bát là bát gỗ nè mọi người, bát dao gỗ dạng cụ điển nè. Đó. Bát rất là đẹp ha. Phôi là phôi carbon sẵn, phen của nó là phen xít nha mọi người, phen xít rất là xịn. Đây. Thì hàng Kencat này là hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người, hàng Korea xuất Nhật. Phen xít u chống sắn, cây ngoại hình ra tầm khoảng 95-93% nha, rất là đẹp. Đó. Không có xước sát gì nhiều hết. Trôi đi. Thì cây này là cứng cũng là UL, dài là 1m8, cứng UL dài 1m8, tải mồi từ 1.1 đến 5g, tải dây từ 2 đến 5 lb. Đó. Cần rất là đẹp, bát dạng bát cổ điển nữa. Cây này về anh em nào lua suối, câu hanh, câu cháp cũng được, dạng câu cảm giác. Đó. Đây test cần, test đọt. Thì cái này nặng là 90g, đọt 1 ly 8, dài 1m2. Đó. Nặng 90g, đọt của nó là 1 ly 2, dài là 1m8. Tổng số. Rồi, giá công khai số 7, giá là 1 triệu 9 nha mọi người, 1 triệu 9 cộng ship. Cái cần rất là đẹp luôn, còn túi. Tiếp theo cái số 8, cái số 8 lên cho mọi người là một cây cần của Kencat luôn. Đây, một dòng Kencat hàng của Korea xuất Nhật.
Phen là phen phu xí xít nha mọi người, phen là phen phu xí xít. Ufuxi chống sắn, bát của nó đây à. Bát rất là đẹp, càng này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95-93% nhé. Phôi carbon sắn à. Cái này cứng là cứng UL nha mọi người, cho anh em nào chiên về cho lu suối nhé à, lu suối cầu hành, cầu cháp, cầu tôm à, cầu phi dạng anh em chiên về anh cảm giác này. Thì cây Kencat này nó nặng là 87g, dài 1m68, độc của nó là 1 ly 2. Thì cái này nó tải mồi từ 0.8 đến 3g, tải dây từ 2 đến 4 lb, giá công khai cây số 8, giá là 1.6 triệu mọi người, 1.6 triệu cộng ship cây số 8 à, càng rất là ok luôn. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người một cây càng của hãng Smith. Thì một cây Smith này thì là một cây hàng nội địa nha mọi người, hàng Japan. Đó. Phen của nó là phen Fuji Sit. Foil là foil carbon. Bát là bát Fuji. Đó. Dòng Smith này khá nổi tiếng của Nhật. Đó. Một dòng càng nội địa. Thì cây này dài 1m8, tải mồi từ 0.4 đến 4g, tải dây từ 2 đến 4 lb. Đó. Cây này về cho anh em lút suối. Lùi suối, cầu hanh, cầu cháp, cầu tôm, à, cầu phi. Đọt đây, đọt cũng sẵn nha. Càng rất là xịn luôn. Thì cái này dài 1m8, nặng 90g, đọt 1 ly 1. Giá công khai cây số 9, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 9. Càng rất là đẹp ha. À, chiên về cho anh em đến cảm giác. Test đọt nha. Tiếp theo cái số 10, cây cuối cùng. Thì cái số 10 nó sẽ còn tuổi nha mọi người, còn tuổi luôn. Thì cái số 10 lên cho mọi người một cây cần của Ban, hãng cây dừa à, hãng nội địa của Nhật. Thì phen của nó là phen Fuji Sit nha, phen Fuji Sit. Bát của nó là bát Fuji đó. Bát Enzo Fuji. Phôi là phôi carbon. Căn này còn rất là mới rồi. Càng ra tầm khoảng 93-95% nha. Phen xít chống sắn. Vẫn là căn UL chiên về cho lúa suối. Đó. Câu hanh, câu cháp, câu tôm. Dạng anh em câu cảm giác. Đây, test đọc. Thì cái này dài của nó là dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, nặng 90g, đọt 1 ly 2. Thì cái này nó tải mồi từ cái này nó tải mồi từ 1.75g đến 4.5g, tải dây từ 2 đến 5 lb. Đó. Một cái ban hàng nội địa còn rất là đẹp à, rất là ok luôn. Rồi giá công khai cây số 10, giá là 2.8 triệu nha mọi người, 2.8 triệu cộng ship cây số 10. Rồi đó, tổng cộng 10 cái cần UL lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt để shop, để số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.